Lý xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Henry của Xuân Tuyết Tiến. Bây giờ nhà mình sẽ dậy đi ăn sáng và chuẩn bị đi dạo một vòng ở quanh thành phố Hamburg đây mọi người. Em Sóc thì đang tập bò lên trên bậc thang á, cho nên là đi ra ngoài cho em mới bò thử lên một tẹo xem em biết bò chưa. Vì là ở nhà mình á không có chỗ nào có cái bậc thang để cho em mới bò. Nếu mà có thì là quả quá cao, cho nên là cũng sợ em mới bò thì ngã. Còn ở đây chỉ có một hai cái bậc thôi để cho em bò cho em làm quen đi. Để cho em biết là nếu là bò xuống bậc thang thì nó nguy hiểm như nào ấy. Chứ nhà mình thì có cái bậc thang đi xuống dưới hầm thì cái đấy nó nguy hiểm em ấy quá, cho nên không bao giờ cho em đi bò cái đấy. Sau đấy thì bọn mình có đi ra ngoài để đi tìm đường vào trung tâm á. Ông chồng mình thì có mua cái vé của xe buýt Hop on Hop á, cái xe buýt 2 tầng á mọi người. Thì ông ấy mua ở trên mạng rồi, xong bây giờ ông ấy coi là cái điểm dừng của cái xe buýt đến là ở chỗ nào ấy, xong rồi mình đi ra đấy. Thì bây giờ nhà mình đi xe buýt đi lên để đi ra cái chỗ trung tâm đấy. Mà rất là hay nha mọi người, người ở đây rất là thân thiện. Vì là nhà Ly đi lên xe buýt thì cứ nghĩ như kiểu ở bên Thụy Điển ấy, là mình đi lên xe buýt xong rồi mình trả tiền cho xe buýt được. Thế nhưng mà không có. Xong rồi ông chồng mình nói chuyện với chú tài xế, thế là chú ấy cho bọn mình đi lên mà không phải trả tiền luôn. Hai đứa mình đã phải cảm ơn chú tài xế rối rít lên đấy. Tại vì là bọn mình không có biết đường đi ra trung tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bọn mình không thể biết được cái nào để mua được vé tàu, vé xe buýt. Như ở Berlin ấy thì bọn mình còn có biết một chút ít, nhưng mà ở thành phố Hamburg này thì bọn mình không hề biết một tí gì luôn đấy mọi người. Vì là cái thành phố Hamburg này nó rất là rộng luôn đấy mọi người. Thì nó như cũng như kiểu Hà Nội nhà mình đấy, là mình đi chỗ này rồi mình lại đi chỗ kia, rồi đường này đường kia, phố này phố kia, mỗi lần một kiểu á. Cho nên là mình cũng không biết đường ở đây, xong rồi mình cũng lần đầu đến đây, mình có tìm hiểu trên Google rồi là còn đi những cái tỉnh nào, đi những cái chỗ nào. Thế nhưng mà đi đến nơi rồi ấy thì mới thấy là nó rất là rộng và mình không thể làm mà đi hết được trong một ngày, mà trong khi đó bọn mình chỉ tính là đi ở Hamburg một ngày thôi. Và hôm bữa rồi mình đã có đi đến Bremen rồi, cho nên bây giờ chỉ còn đúng một ngày duy nhất. Nên là nếu mà đi hết thì bọn mình không thể là đi hết được. Chính vì thế bọn mình đã mua cái xe buýt Hop on Hop thì là sẽ đi được những cái địa điểm chính trước, còn để dành cho lần sau. Vậy lần sau mình có đến đây tiếp thì mình sẽ đi chơi tiếp, chứ bây giờ không thể nào mà đi hết được trong vòng một ngày được. Trong khi đó mình lại còn có cả em Sóc nữa, thì chỉ đi tầm đến 8-9 giờ là đã quá muộn lắm rồi, chứ không thể nào mà đi được hơn nữa. Cái lúc này là bọn mình đã ra gần đến trung tâm rồi đấy mọi người. Chỗ này là trung tâm khác chứ không phải là cái trung tâm chính luôn đấy mọi người. Nói chung là cái thành phố này không thể nào mà tưởng tượng được nó rộng đến như vậy. Thì đúng mà, nó là cái thành phố lớn thứ hai của Đức, cho nên là nó cực kỳ rộng. Sau khi mà đi một hồi bọn mình còn lạc vào cái chỗ này luôn mọi người. Chỗ này là cái chỗ mà hội chợ luôn đấy mọi người. Lúc này là họ chưa mở cửa hàng hẳn đâu. Cái lúc này chỉ là mới bắt đầu mở một số cửa hàng, mới mở mở, cho nên là rất là ít người luôn đấy mọi người. Thế nhưng mà tí nữa Ly quay cho mọi người xem, lúc mà bọn mình đi bằng xe buýt Hop on Hop đi qua đây á, trời ơi nó đông dã man, không thể nào mà tưởng tượng được, đông kinh khủng. Tính của mình thì nó tò mò, cho nên là đi qua như vậy thì tất nhiên là mình phải đi vòng vào để coi xem có những cái gì rồi. Thế nhưng mà nhiều cửa hàng họ cũng chưa mở hẳn, rồi một số nơi thì họ cũng chỉ mới bắt đầu, cho nên là nhiều người người ta đứng ở đấy thì mình cũng chẳng biết là cái gì nữa. Mới lại ở đây á, họ không có nói tiếng Anh, trời ơi, chỉ nói tiếng Đức thôi. Và ông chồng mình thì biết một số chút tiếng Đức chứ không phải là biết nhiều. Ông chỉ biết những cái cơ bản thôi để nói chuyện đơn giản thôi. Còn mình thì một tí tiếng Đức rồi, cho nên là đi vào đây chỉ đi dạo ngắm quanh xem có những cái gì ở đây thôi, nhưng mà cũng chỉ nhìn qua loa thôi. Tại vì bây giờ cái mục đích chính của mình là phải đi tìm cái chỗ điểm xe buýt. Tại vì đi đến đây rồi thấy cái xe buýt nó đi qua suốt mà không thấy tìm được cái điểm đỗ của nó mọi người ạ. Cái đoạn này thì mình xin phép là tua nhanh nha, tại vì là nó quá dài. Và đây, cái chỗ này mọi người nhìn thấy là cái chỗ cảnh sát này không? Nếu như mà nhà mình ngoành thẳng xuống dưới này nè, ngoành thẳng vào cái lối này nè, thì là bọn mình đã ra được đến trung tâm. Thế nhưng mà không hề biết một chút nào, đi thẳng lên thành ra là lại đi xa trung tâm hơn. Trời đất ơi, không thể làm mà tưởng tượng được, cứ càng ngày càng đi xa trung tâm. Nếu như mà lúc đấy bật Google lên để mà đi á, thì là đã ra đến trung tâm rồi đấy. Thế nhưng mà không, cứ đi thẳng lên cơ và đi nhầm vào lạc lối vào đây. Mọi người biết ở đây là đâu không? Trời ơi, đây là cái phố đèn đỏ đấy mọi người. Cái phố đèn đỏ nổi tiếng của bên Hamburg này luôn. Em xong thì đi ngáo ngơ nhìn xung quanh, có mỗi mình em mới khoái, tại vì em được ngồi trên xe van xong rồi bố đẩy đi.
Chứ còn hai đứa mình đi bộ đến nỗi mà mỏi cả chân và vẫn chưa tìm thấy cái điểm đỗ xe buýt ở đâu ấy mọi người ạ. Và rồi bọn mình đã tới trung tâm đây rồi mọi người ơi, nhìn thấy cả là nhìn thấy trung tâm rồi đấy mọi người. Trời ơi, không thể nào tưởng tượng nổi là hai đứa mình lại đi lòng vòng như vậy. Người ta có thể bật Google lên để đi nhưng mà hai đứa mình đi theo kiểu cảm hứng á. Chẳng hiểu nó làm sao nữa luôn. Hai đứa có thể bật Google lên đi nhưng mà không. Nhất quyết là cứ phải đi theo cảm hứng cơ. Đi để ngắm đường phố cơ, cuối cùng là bị mỏi chân, bị đau chân mọi người ạ. Lúc đầu bọn mình tính là chạy xe ra trung tâm á. Thế nhưng mà sợ là đi ra đây không có chỗ bãi đậu xe, hay là đi ra đây bãi đậu xe không biết tìm ở đâu, rồi là xe cộ họ chạy mầm như vậy. Ông chồng mình cũng hơi sợ, tại vì là nhà mình là đúng kiểu nhà quê lên thành phố ấy, cho nên là đi sợ xe lắm, sợ đi làm sai xong rồi cảnh sát bắt rồi lại bị phạt, cho nên là sợ lắm, đúng kiểu là nhà quê lên thành phố đấy mọi người ạ. Nhìn xe chạy như thế này này, ông chồng Ly sợ là đừng chạy sai lắm, mà ông ấy kiểu lâu lâu là ông ấy bị loạn lên ấy, xong rồi ông bị chạy sai ấy, cho nên là ông cũng sợ chạy xe ở những cái thành phố lớn như này lắm đó. Như kiểu ở Göteborg bên Thụy Điển nhà mình ạ. Trời ơi, ông đi vào đấy ông ấy sợ lắm luôn đấy mọi người. Và đây là cái cảng biển của chúng ta lên đây mọi người. Cái này thì tối ngắm sẽ đẹp hơn bây giờ. Bây giờ thì nó kiểu không có gì đặc sắc lắm đấy, nhưng mà đến lúc buổi tối lên đèn, trời ơi, nó đẹp dã man, đẹp không thể là tưởng tượng được luôn. Tại vì cái cảng này là cảng lớn thứ hai của châu Âu đấy mọi người. Cái cảng này cực kỳ lớn luôn, mà cái tàu để mà có cái container ấy, chở container ấy, trời ơi, nó to, to lắm luôn ấy. Từ tối Ly đi quay lại cho mọi người xem nha. Cái lúc này là hai vợ chồng đang nghĩ là sẽ đến được cái điểm đỗ xe buýt rồi đây. Đây là cái chỗ mà đỗ xe buýt đây. Hí hửng đứng đây đợi xe buýt đi qua, nhưng không. Trời ơi, xe buýt nó bơ mình luôn, nó đi thẳng, nó không cần đỗ mình luôn. Cuối cùng bắt đầu không chịu được nữa vì quá mỏi chân rồi, đi quá là xa rồi. Thế nên là quyết định mở Google ra để coi xem là nó ở cái chỗ nào, rồi để mà đi đến. Rồi đi xong rồi gặp cái chỗ mà người ta đi chạy cái xe này này mọi người, thấy hay hay mọi người ơi. Chỗ này cái xe này là họ thuê để đi á, mà ông chồng mình cũng muốn lắm nhưng mà vì là còn có em sóc với mình đó nên là cũng thôi, cũng dén ngang không có đi nữa. Mà cái xe này nhìn họ chạy buồn cười lắm nhỉ, chạy hay lắm nhỉ. Họ chạy trên đường phố mà cứ về xong rồi họ ngồi lái nhưng mà như kiểu không lái luôn ấy. Rồi ta nói kiếp lạn đi bộ nó vẫn tiếp tục đến mọi người ạ. Vẫn chưa tìm được cái điểm xe buýt nó ở đâu, nên cuối cùng vì sao phải che ra là phải đi mãi lên trên kia nữa thì bắt đầu mới là cái điểm để họ dừng cái xe buýt ở đấy. Tại vì cái xe buýt ở bên này nên không biết là tại sao, nhưng mà như kiểu là chỗ nào mình dừng thì họ mình bấm thì họ mới dừng lại, chứ không phải là cứ thế khách là họ sẽ dừng lại để cho mình lên đâu mọi người. Cho nên là đi bộ rất là xa nha. Đi đến thành phố này thì cũng hơi mệt, tại vì nó cực kỳ rộng, cực kỳ to, cho nên là mình không biết đường nữa, cho nên là hơi khổ. Nhưng mà khi mà đến nơi rồi ấy, thấy nó đẹp, thấy cảnh đẹp, trời ơi, thấy nó đã đời, nó bỏ công lắm mọi người ạ. Còn bây giờ thì mọi người cùng dạo ngắm cảnh mới lên một đoạn này nha. Ngắm trước một chút thôi, xong rồi sau đấy mình mới lại đi ngắm tiếp nha. Bây giờ thì nhà Ly đang đợi để lên xe buýt đây. Em Sóc thì bắt đầu mệt rồi đấy. Em ấy lên cơn đói, rồi lên cơn buồn ngủ. Cho nên là em ấy sẽ không ngồi im, em ấy nghịch gấp đôi, gấp ba lần bình thường. Lúc này là em ấy không thể chịu được nữa rồi, cho nên bọn mình đã bỏ một chuyến xe buýt để ngồi lại để cho em ấy ăn, rồi cho em ấy nghỉ ngơi. Sau đấy bọn mình mới lên xe buýt tiếp. Trời ơi, em ấy mệt quá rồi, cho nên là cũng hơi bị khổ vất vả mấy em một chút, nhưng mà không sao. Vất vả mấy em thì bọn mình có thể vất vả cả đời, không có vấn đề gì luôn. Khi mà ở cái thành phố lớn như này thì nó cực kỳ là đông người và cực kỳ là đông khách du lịch, rồi có nhiều trẻ em. Mà em Sóc nhà mình thì cực kỳ thích trẻ em, kể cả những cái đứa lớn hơn hay là đứa nhỏ hơn là cực kỳ thích.
Thế nên là khi mà nhìn thấy trẻ em hay người lớn này á, bà ấy khoái lắm, cho nên là bà ấy muốn đi, muốn chạy nhảy lung tung, mỗi tội là chưa biết đi. Cho nên là mẹ phải dắt đi loanh quanh như vậy đấy mọi người ạ. Rồi lên xe buýt cũng vậy, trời ơi, khoái, khoái xe buýt, ngồi đập cửa kính bùm 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 bụp ấy. Mà bố mẹ thì sợ, chị đập cửa kính rồi không may hỏng của người ta, lấy tiền đâu mà đền. Trời ơi, nhà thì đã không phải là có điều kiện, lấy tiền đâu mà đền cho người ta được cơ chứ. Lại nghịch lắm, phá đủ thứ, không có cái gì là không phá luôn đấy mọi người. Rồi còn hoan hô vỗ tay nữa, ghét chưa kìa mọi người. Cái lúc này là xe buýt nó chưa đi đâu, nên là cháu ngồi cháu nghịch hết công suất có thể đấy mọi người ạ. Nghịch đến nỗi mà không thể làm mà ai tưởng tượng được, khách ngồi đằng sau cứ cười em ấy không ấy. Cứ tại vì em ấy nghịch quá trời quá đà luôn. Xong rồi em ấy gặp ai em cũng ê a ê a. Em nhìn người ta em cũng chào hỏi, em cũng ơi ơi. Rồi nghịch quá, bố không làm sao nổi, cũng không làm gì được nổi. Xong rồi còn đi sang trêu gạo cái ông bà bên cạnh kia kia kìa. Trời ơi, không thể làm mà tưởng tượng được nổi. Mẹ em sốc luôn đấy mọi người ạ. Ông chồng mình thì đi làm suốt đúng không mọi người, cho nên là khi mà được nghỉ hè này này, ở nhà trông em sóc thôi là kêu, chứ trông em sóc còn mệt hơn đi làm. Bây giờ mới hiểu được cảm giác mẹ Ly ở nhà trông em sóc như thế nào. Và bây giờ là một chút thông tin về thành phố Hamburg này nha mọi người. Dưới cái bóng của gã khổng lồ Berlin, tại Đức vẫn tồn tại một thành phố giàu sụ, giàu về kinh tế và giàu về văn hóa, đó chính là Hamburg, thành phố cảng biển sầm uất và phồn thịnh. Thành phố Hamburg không chỉ chinh phục những du khách qua nhịp sống náo nhiệt hiện đại, nơi đây vẫn lưu giữ được đường nét cổ kính ban đầu, nằm ngay dòng sông Elbe và được bao bọc ở phía Bắc và phía Nam. Thành phố Hamburg là một tiểu bang của Cộng hòa Liên bang Đức và là một trong những thành phố lớn của Đức chỉ sau Berlin. Ngoài ra, nơi này còn được biết đến qua cảng Hamburg, cảng lớn thứ hai trong khối Liên minh châu Âu. Hamburg là một trong những khu vực sở hữu lịch sử lâu đời tại Đức, trải qua những thăng trầm của thời gian, vị trí thuận tiện do thiên nhiên ưu ái. Ngày nay, thành phố Hamburg trở thành trung tâm thương mại lớn sầm uất và là thành phố quốc tế của Đức. Không chỉ phồn thịnh về kinh tế, thành phố còn giàu có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ. Mặc dù đô thị hiện đại, thế nhưng Hamburg vẫn gây ấn tượng với du khách qua vẻ đẹp lãng mạn của những công trình cổ kính, những cung điện nguy nga, những cây cầu thơ mộng và những bến tàu tấp nập. Và bây giờ Ly mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng với Ly đi dạo quanh một vòng thành phố đẹp này nha.
Đúng là một thành phố đẹp đúng không mọi người? Nó vừa hiện đại, vừa lẫn cả với thiên nhiên, vừa lẫn với cả nét cổ điển. Trời ơi, nó thật là đẹp. Còn em sóc của chúng ta vừa đã ngủ dậy và bây giờ đi quấy những cái người bạn hàng xóm. Trời ơi, đi sang tận đấy để chơi chứ không thèm chơi với bố mẹ luôn. Trời ơi là trời. Còn tiếp này mọi người cùng đi ngắm tiếp Melly nha. Thành phố này rất là rộng, rất là lớn luôn. Cho nên bây giờ mọi người lại đi ngắm tiếp Melly nha. Thank you.
đi mãi cuối cùng cũng đã hết một vòng. Sau đấy thì bọn mình có xuống dưới này để đi vào đây coi mua đồ lưu niệm, mua những cái đồ kỷ niệm về cái thành phố Hamburg này. Ở đây thì có rất là nhiều mặt hàng về cái thành phố Hamburg này, nào là cốc in chữ, nào là đĩa in hình. Trời ơi, nó rất là nhiều cái luôn, mà ở đây rất là nhiều đồ đẹp. Thế nhưng mà giá tiền thì cũng không quá đắt, nhưng mà vợ chồng nhà mình thì cũng không tìm được cái gì ưng ý nhiều lắm. Thì thường thường ông chồng mình ấy, mỗi lần đi đến một đất nước nào là ông ấy sẽ mua một cái ly của cái chữ của thành phố đấy. Cho nên là bây giờ bọn mình sẽ đi tìm cái chỗ mà có cái ly đấy nha. Thì tiện thì Ly cũng quay lại cho mọi người coi xem một vòng ở cái cửa hàng lưu niệm này có những cái gì nha. Thực chất ra thì nguyên cái khu phố này nó đều là một cái khu hàng cửa niệm ấy mọi người. Thế nhưng mà Ly chỉ vào cái đây để quay cho mọi người cùng xem thôi. Khi đi mua đồ xong ấy thì mình sẽ qua cái tháp này. Mà lúc mà mình đi xe buýt qua thì mình thấy là có cái thang máy đi lên. Vậy nên là bọn mình đã đi quyết định là đi ra cái này coi xem là có cái gì đặc sắc ở trong đây. Thì trời ơi, mình được đi thang máy lên trên tận tầng trên cùng á, để được ngắm thành phố Hamburg từ trên cao xuống. Mà vé vào thì cũng rất là rẻ, tính đâu ra có 60 đồng tiền Thụy Điển, tính ra là 6 euro thôi ấy mọi người. Mà trong khi đó mình còn được vào cả bảo tàng ở bên dưới nữa. Thì bây giờ mọi người cùng đi mê ly lên trên cao để ngắm thành phố Hamburg từ trên cao xuống có những gì đặc sắc nha.
trên cao xuống, mọi người có thể thấy thành phố này rất là rộng lớn, rất là đẹp, rất là phồn thịnh đúng không mọi người? Nhưng đâu ai biết được rằng trước đấy thì nó đã bị đánh bom đến nỗi mà tan hoang ra như này luôn mọi người. Trời ở trên này thì họ bày những cái bức ảnh mà trước đây cái thành phố này nó bị bỏ bom nó như thế nào đấy mọi người. Thế nhưng bây giờ nhìn nó khác hẳn một trời một vực đúng không mọi người? Và bây giờ là một chút thông tin về cái nhà thờ ngày hôm nay nha mọi người. Đây là nhà thờ Thánh Nikolai, là một đống đổ nát của nhà thờ sau vụ đánh bom Hamburg Thế chiến thứ 2 và sau tượng đài phản chiến. Nhà thờ bị phá hủy vào ngày 28 tháng 7 năm 1943 liên quan đến chiến dịch Komorats, khi mái nhà bị sập và một phần của tòa nhà bị phá hủy. Nhà thờ cũng là điểm tiêu chuẩn cho các phi công ném bom trong chiến tranh. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1870 theo phong cách cách tân Gothic với chiều cao 147,3 m. Tháp nhà thờ là tháp cao nhất thế giới tại lễ khánh thành năm 1874 sau chiến tranh thế giới thứ hai. Người ta quyết định không xây dựng lại nhà thờ mà chỉ còn lại tháp cùng với các phần của bức tường nhà thờ. Một nhà thờ Nikolai mới được xây dựng ở quận Halverstede và hoàn thành vào năm 1962. Tòa tháp một phần có chức năng như một đài tưởng niệm từ năm 2025. Đây là một điểm quan sát, du khách có thể đi lên đài quan sát thông qua thang máy hiện đại được xây dựng bên trong tòa tháp. Ngày nay còn có một cuộc triển lãm ngầm trong tầng hầm dưới nhà thờ. Bây giờ Ly mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi xuống với Ly để coi cái phòng triển lãm ở bên dưới tầng hầm ấy, có triển lãm những cái gì bên dưới nha mọi người. Mọi người cùng đi với Ly nha.
đây có cái chỗ này để viết lưu niệm lại mọi người, là viết rằng là mình đã đặt chân đến đây ấy. Thì ở đây Ly có viết cả tiếng Thụy Điển và tiếng Việt á, là gia đình nhà Ly có đặt chân đến đây rồi. Hy vọng là lần sau quay lại thì bọn mình có thể tìm thấy cái chỗ đoạn này mà Ly viết vào đây nha. Xem xong rồi thì bọn mình có đi ra ngoài để nghỉ ngơi một chút. Thì lúc này em Sóc cũng đã đói quá rồi. Tuy là em Sóc đi chơi cùng với bố mẹ nhưng mà em Sóc cũng bị mệt theo á. Tại vì đi ra ngoài là cả ngày rồi cho nên là em Sóc cũng bị mệt theo. Tuy là em Sóc có mệt thế nhưng mà mình cũng thấy là em Sóc rất là vui khi mà được đi chơi như này á. Cho nên là hai bố mẹ cũng rất là vui khi mà em Sóc được vui. Và đang đi dạo thì bọn mình đã bắt gặp một cái này rất là hay. Trời ơi là trời, mình không nghĩ là mình có thể bắt gặp nó được ở đây luôn ấy. Mình biết là có ở Berlin nhưng mà không nghĩ là nó có ở Hamburg luôn. Và đây là cửa hàng trưng bày xe ô tô VinFast của Việt Nam nhà mình. Và mình có giới thiệu luôn cho ông chồng mình, đây là xe của Việt Nam này. Trời ơi, xe của Việt Nam mà được đặt ở thành phố Hamburg, trời thật là vinh dự luôn đấy mọi người. Ông chồng mình thì cũng bảo là xe của Việt Nam tốt, thế nhưng mà có một chút hơi sai. Tại vì là khi mà đặt ở Đức ấy, thì Đức là một nơi mà sản xuất xe ô tô, cho nên là khó mà có thể cạnh tranh lại được xe của Đức ấy mọi người, kiểu như vậy đấy. Và sau đấy thì bọn mình có đi dạo một vòng ở cái đường này, là đường trung tâm chính. Chỗ này là cái chỗ mà người ta đi mua sắm, là người ta đi chơi, là nói chung là cái đoạn này là đoạn chính xác là trung tâm rồi đấy mọi người, chứ không như cái trung tâm ngoài rìa kia của bọn mình đi dạo đâu mọi người. Chỗ này cực kỳ đông người, rồi quầy hàng đồ ăn, rồi quần áo, nói chung là chỗ này là chỗ khu trung tâm mua sắm kiểu như vậy đấy mọi người. Em Sóc ăn xong thì được chơi tiếp, còn bố mẹ thì chưa được ăn. Cho nên là bây giờ nhà mình đang đi tìm nhà hàng, xem là có cái nhà hàng nào ngon để ăn, để dừng lại nghỉ ngơi, để ăn uống kiểu vậy đấy mọi người. Và hai đứa mình là cũng muốn thử đồ ăn của Đức ấy. Khi mà đến Đức thì tất nhiên là phải ăn đồ của Đức rồi. Thế nhưng mà hai ngày nay bọn mình vẫn chưa ăn được đồ của Đức. Cho nên là hôm nay quyết định đi vào đây để gọi đồ ăn của Đức. Thì ông chồng mình gọi thịt chiên xù của Đức, còn mình thì ăn cái thịt mông rán. Thực ra thì đồ ăn cũng ngon lắm. Sau đấy thì bọn mình có đi về khách sạn để tắm rửa nghỉ ngơi, để mà tối đi đi thuyền trên tàu á, để ngắm cảnh á. Thì bọn mình, trời ơi, lần đầu tiên nha mọi người, đi tàu mà không mua vé. Trời ơi, ông chồng mình sợ run lên được ấy. Mình cũng sợ, tại vì nếu mà đi lên tàu mà không mua vé ấy, kiểu bị họ mà bắt được ấy thì không biết là nên nói thế nào đây nữa. Nhưng mà thực chất ra là cũng không phải là không muốn mua vé đâu mọi người. Bọn mình có muốn tìm cái cây mua vé mà không biết mua ở đâu, rồi tải cái app xuống nhưng mà cũng không biết mua kiểu gì ấy mọi người ạ. Cũng may là bọn mình đã về đến khách sạn mà không bị bắt lại. Trời ơi cũng may lắm mọi người. Nhưng khi về đến khách sạn thì bọn mình đã tắm rửa xong rồi, lấy xe ô tô chạy ra ngoài cảng biển này luôn, để mà đi thuyền trên cái dòng sông Eben này, xong rồi ngắm cảnh cảng biển ở đây, rồi ngắm thành phố về đêm lên đèn nó đẹp như thế nào ấy mọi người. Mọi người nhìn trời sáng như vậy thôi nhưng mà lúc này là cũng 9:30-10 giờ rồi đấy. Tại vì là mình cần phải đi vào trời tối thì mình mới có thể nhìn thấy cái thành phố lên đèn, rồi nhìn thấy cảng biển lên đèn nó đẹp như thế nào ấy mọi người. Cho nên là bây giờ là nhà mình sẽ phải đi lên tàu. Bây giờ đang đi tìm tàu mà không biết là cái tàu của nhà mình nó đỗ ở chỗ nào, nên là phải đi lanh quanh, chạy lăng quăng để hỏi mãi mới lên được đến tàu của mình đây. Thì phần đa số ấy, mọi người sẽ chọn ngồi ở ngoài bom tàu như này để có thể mà ngắm nhìn được thành phố về đêm nó đẹp như nào, nhìn ngắm cái cảng biển nó đẹp như nào ấy. Thế nên là nhà mình cũng lên trên này ngồi để ngắm thành phố một chút. Thì lúc mà cái tàu nó mới chạy ấy, thì thời tiết vẫn còn ủng hộ lắm, bọn mình vẫn còn quay lại được một chút. Thế nhưng mà đi được một đoạn ấy thì trời bắt đầu mưa, thời tiết nó không ủng hộ bọn mình, xong bọn mình có con nhỏ nữa, cho nên là bọn mình đã quyết định đi xuống dưới lại mấy cái bom tàu, xuống ở bên trong ngồi. Tại vì trời nó cũng tối muộn rồi ấy. Em Sóc thì kiểu đi mà đông người gần sát em ấy quá như này này, em cũng không chịu đâu. Xong bọn mình xuống dưới bên dưới bom tàu ấy ngồi ấy thì lại càng đông người, lại càng khó chịu hơn. Em Sóc rất là khó chịu. Xong rồi trời tối rồi, em Sóc buồn ngủ lắm rồi, cho nên là phải vừa ngồi vừa dỗ em Sóc ngủ. Trời ơi mệt lắm luôn ấy. Tuy là mệt nhưng mà đổi lại được cái cảnh sắc thì rất là đẹp. Còn bây giờ Lê mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dạo một vòng Mali và có một chút thông tin về cảng biển này nha. Cảng Hamburg, Hamburghafen nằm trên sông Elbe. Cảng có cự ly 110 km từ sông Elbe đổ vào biển Bắc,
Nó được gọi là cửa ngõ vào thế giới của Đức và là cảng lớn nhất ở Đức. Đây là cảng bận rộn thứ hai ở châu Âu sau cảng Rotterdam về lượng TEU thông qua và lớn thứ 11 trên toàn thế giới. Năm 2008 đã có 9.740.000 container được xử lý tại cảng Hamburg. Cảng có diện tích 73,99 km2, 64,80 km2 có thể sử dụng được, trong đó 43,31 km2 là diện tích đất. Vị trí tự nhiên thuận lợi của một nhánh sông Eben tạo một nơi lý tưởng cho khu cảng với kho bãi và các phương tiện truyền tải. Các cảng tự do rộng lớn cũng cho phép vận chuyển miễn phí. Lịch sử cảng này cũng gắn liền với lịch sử Hamburg, được thành lập vào ngày 7 tháng 5 năm 1189 bởi Friedrich. Do vị trí chiến lược của nó là cảng của Trung Âu trong nhiều thế kỷ và thúc đẩy sự phát triển của Hamburg trở thành thành phố hàng đầu về thương mại và các giai cấp tư sản giàu có và nổi danh. Con tàu lớn chở container này đây mọi người. Trời ơi, nó to cực kỳ là to luôn. Khi mà cái tàu của mình lại gần đến cái tàu này là cảm giác như kiểu một con muỗi đang đứng cạnh một cái cột đình ấy, kiểu vậy. Trời ơi, nhìn nó to lắm luôn. Mọi người có thể nhìn thấy đấy, nó cực kỳ là to. Mà cái cảng ở đây thì cực kỳ là đẹp, tại vì những cái ánh đèn ở đây cực kỳ là đẹp luôn đấy mọi người ạ. Cảng này dù nằm trên sông Eben nhưng vẫn là một cảng biển vì độ sâu 15 mét nước. Do được lạo vét thường xuyên, việc tiếp nhận tàu không ảnh hưởng đến chế độ thủy triều. Tàu sẽ đi một vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Từ trên tàu bạn có thể ngắm nhìn khu hải cảng với những chục cần cẩu container khổng lồ hay những ngôi nhà xinh xắn ven sông. Nếu may mắn, bạn còn có thể được ngắm nhìn những du thuyền khổng lồ đến từ các nước trên thế giới để tham quan Hamburg. Nhưng mà Nhà Ly ngày hôm nay thì không may mắn như vậy rồi. Nhà Ly chỉ có thể nhìn những cái tàu container như vậy thôi. Để mà có được những thước phim này cho mọi người xem ấy, thì Ly đã phải cố gắng chen mãi mới lên được trên bom tàu ấy mọi người. Tại vì lúc nãy là trời mưa thì nhà Ly có xuống dưới bom tàu rồi đúng không mọi người? Cho nên bây giờ là phải đi lên lại để quay lên cho mọi người xem. Mà trời thì mưa, mà đi lên trời mưa thì sợ nó không được nhìn rõ ấy. Xong rồi sau đấy còn được ngắm bắn pháo hoa nữa cơ mọi người ạ. Vì là trời mưa ấy, không thể làm mà quay được đẹp cho mọi người xem. Xong rồi lại còn ở xa nữa, nên là mình không thể làm mà quay được rõ nét được cho mọi người xem. Vì là iPhone mà, cho nên là nó không thể làm mà zoom mà đẹp cực đẹp cho mọi người được. Và đây là cái khung cảnh của cảng này cho mọi người xem. Còn em sóc của chúng ta thì đang ở bên dưới bom tàu, làm quen được thêm mấy người bạn đấy. Đi đến đâu là cũng có bạn lên đấy mọi người ạ. Đi đến đâu là cũng có người quen thân lên đấy luôn đấy. Không thể là tưởng tượng nổi được với em sóc luôn. Em sóc đang choáng ngợp về cái cảng tàu ở đây, cho nên là cứ tí tí lại quay ra đập vỗ vào cái cửa kính mà wow kiểu vậy mọi người ạ. Sau khi dạo một vòng ở cảng biển thì bọn mình có chạy xe đi ra đến cái chỗ khu đèn đỏ ấy, tại vì ông chồng mình muốn ra đấy coi xem là có cái gì ở đấy mà đặc sắc như vậy ấy. Thế nhưng mà đi ra đến đấy xong ấy mọi người, trời ơi, nó càng lúc nó càng mưa to, mưa đến nỗi mà không thể nào chạy xe, nhìn không thấy đường gì luôn ấy. Rồi ông chồng mình có bật Google nhưng mà kiểu trời nó quá mưa to ấy, không thể nhìn thấy lối được rẽ ở chỗ nào ấy, cho nên là đi nhầm đường, đi mãi mới được về đến khách sạn luôn ấy mọi người.
Và video của Ly đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly có thể tiếp tục ra video cho mọi cùng xem nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Và đây là lý do vì sao mỗi lần mẹ cháu làm video là sẽ nghe thấy tiếng của cháu đây mọi người. Cháu rất là nhiều chuyện luôn đấy ông bà cô chú ạ. Ông bà cô chú nhớ ủng hộ cho mẹ cháu nha. Ay 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 ay. Viola Mozart.